Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ mời các bạn đi tham quan chợ hoa Mỹ Tho nha các bạn. Đây là hoa lan, lan hồ điệp có rất nhiều màu, màu xanh, màu vàng, màu tím, là những chậu hoa hồng. Các bạn có thấy là rất là nhiều hoa và nhiều người cũng quay phim giống mình luôn á các bạn ơi. Cái hoa này là hoa gì à? Lan này là lan cái đất hồng, đó. Hồng đó đó. Cái hoa nó cứng và rất là bền. Mình có thể để tới một tháng mà vẫn chưa có tàn luôn nha các bạn. Kim ngân lượng. Đây là kim ngân nè, những cái loại hoa là hoa mới. Kim ngân. À. Đây là vườn tắc. Người ta Tết thì người ta sẽ không gọi là tắc mà lại kêu là một cây hạnh. Cây hạnh nó sẽ có ý nghĩa hơn. Nghe từ nó cũng hay hơn ha các bạn. Mà nhiều người vẫn gọi là tắc. Đây nguyên một rừng hoa cúc luôn, hoa màu gà, đủ các loại hoa luôn. Hoa màu gà, hoa tím, hoa sao tím, hoa cúc tím. Trời ơi. Có một anh chụp hình. À, hội hoa xuân thì có nhiều người chụp hình dạo quá các bạn. Thì các bạn có thể chụp và lấy liền trong vòng 10 phút. Hướng dương có sao không? Hướng dương có sao không? Hoa hướng dương. Chụp cái bông. Rồi mình đi tiếp theo nha. Ôi mấy cái này sao người ta dục cái gì ta? Cái này nè, à, ta bán hả? Cũng bán mà. Ở cái vườn hoa này nè, đi trong vườn hoa rất là mát các bạn ơi. Vì ở phía trên nó có cái hệ thống phun sương. Nó không có nắng lắm mà nó có cái màn lưới che nên là đi rất là mát. Hiện tại thì mình đang đi vào buổi trưa nắng luôn á các bạn. Dạ. Cúc này thấp hơn hồi sáng nữa không ạ? Thấp hơn. Gọn. Cái cây gì lạ quá mà. Hay quá ta, nên giỏi quá. Đây là một cây hoa mai đỏ nha các bạn. Năm nay mình sẽ có một giống mới, đó là cây hoa mai màu đỏ. Cái bông nó màu đỏ. Đây nguyên một vườn hồng luôn. Hoa là, hoa là.
Tho, không phải tho. Tho. Thơm thơm tho. Ở kệ nào. Tắm ngang được. Ý vừa nè, chuột kìa.